làm ăn tục uống. Địch con. Ôi. Bố mày sợ mày quá thì phải. Bố mày sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá luôn đấy, thì con mẹ bố mày lại kinh mày quá luôn đấy. Bao con mẹ mà lại chửi nhau, thịt mẹ mày điên sao nào, đâu rồi, thịt mẹ bố mày đâu rồi, thịt mẹ đâu rồi. Đâu rồi, thịt con mẹ cái chỗ chat, thịt mẹ mày bố mày phải đi tìm bằng được cái chỗ chat đâu rồi, rồi ôi. Thịt mẹ mày hiện chat tổng các kiểu đây, ok. Ơi, bố mày tắt, đéo biết, đéo hiện nữa, ok, bố về nhà đừng đéo biết. Đừng phải ăn trộm nhanh lên. Bắn đi, để con mẹ còn nhanh cháy. Con mẹ cái thằng ấy. Con thứ sau mà mình chết rồi. Double kill. Master yourself. Master yourself. Đi về, đéo chơi nữa. Rồi ôi, 4.000 người xem đi, mình mẹ mày chụp ảnh 4.000 người xem đi, chào bạn Trần Văn Hùng nhá, 4.000 người xem đi, tôi còn đăng lên, mình mẹ mày gọi là kiểu phép bét sống ảo các kiểu, tôi xem nào, mình mẹ 4.000 người đi xem đi xem nào, mình mẹ anh em đâu kiểu 4.000, mình mẹ nhớ nhá, anh em 4.000, screenshot nó lại, up lên, không phải up lên group của Pew Pew và Pew Noi hay là gửi inbox cho Pew Pew và Pew Noi vượt 3.999 rồi, đi tăng lên lên. Sống ảo sao nào? Bốn chụp ảnh sao nào? Đi phải tại sao lại đéo cười nhanh lên? Đi phải của tôi nó chỉ hiện là 4.000 triệu đi con mẹ phải học cô cầu bại này. Không hiểu thằng này đã hoảng hay chưa mà lại bảo dám tự nhận mình là đập cô cầu bại nhỉ? Đi bảo là bố cứ dí mày thôi làm sao như thế nào? Đi bảo bố cứ dí. Bố mày đá cho mày phát nữa. Bố mày. Con mẹ. Ôi, địt con mẹ mày gần chết thôi, bố phải đi về. Vãi lột, địt mẹ mày đang nhìn thấy đấy chứ. Địt mẹ mày hồi hộp, có cần phải hồi hộp thế không địt mẹ. Oh, it's okay man, it's okay man. Từ từ tao giết người với nào. Địt con mẹ mày. Hay là tiếng miền Nam sẽ là đụng má mày. Được cầm Pew, Pew có biết là có mấy em nhỏ xem stream không mà đấy địt này địt nọ. Tớ chào bạn Nguyễn Đỗ Bảo Khanh. Bạn hôm nay đã đi học về rồi đấy à? Bạn 8 giờ rồi. Ăn cơm, đánh răng rửa mặt chưa? Rồi, bạn Lương Tuấn Anh nữa. Ui ôi, cái gì đây? Phép bổ trợ, thiêu đốt, trừng phạt, cấm chọn, chế độ tiêu biểu. Các bạn ơi, 7 giờ 50 rồi. Chào bạn 5 giờ 30 mét. Hôm nay bạn làm gì mà bạn lại đặt tên là 5 giờ 30 mét? Bạn 7 giờ 50 rồi, ăn cơm chưa? Bố mẹ mắng bây giờ. Các bạn chả hiểu gì cả. Các bạn mà không ăn cơm đầy đủ, bố mẹ không cho xem Pew Pew chơi nữa. Các bạn có biết không? Đi cận mẹ em. Ôi, in sách trượt. Ta đùa đấy. Úi giời ơi, gió giết cái lon gì kia. Bay cái con cặc gì á. Địt con mẹ mày. Woo! Woo! Fuck you man. Chạy con cặc.
Oh yeah. Là bạn Phạm Tùng. Ít còn mẹ mày nhầm rồi con ạ. Oh yeah. Địt mẹ mày quay được bố à con. Địt mẹ mày đứng lại là con cặc kìa. Đứng lại là mấy con cặc kìa.